điều dưỡng hiếp dâm bệnh nhân đang hôn mê sau ca nội soi. Một điều dưỡng bị cho là đã có hành vi hiếp dâm nữ bệnh nhân đang hôn mê sau ca nội soi. Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Hoàng Văn Đê, sinh năm 1993, quê Quảng Bình, tạm trú Nha Trang, về hành vi hiếp dâm. Đê là điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa TT đóng ở phường Phước Long. Bước đầu, Đê đã thừa nhận hành vi. Cơ quan công an tiếp tục làm việc đối với nghi can Đê để củng cố hồ sơ. Theo điều tra sơ bộ thì trưa ngày 24 tháng 7, bà Hoa, tên nạn nhân đã được thay đổi, ngụ tại huyện Cam Lâm đến Bệnh viện Đa khoa TT để nội soi dạ dày, đại tràng. Sau khi nội soi, bác sĩ rời đi, Đê là điều dưỡng được bố trí ở lại để vệ sinh cho bà Hoa. Lợi dụng lúc bà Hoa còn hôn mê thì Đê đã có hành vi quan hệ với bà. Tỉnh dậy, biết mình bị hiếp dâm, bà Hoa đến công an địa phương để tố cáo. Công an có mời Đê lên làm việc và Đê đã thừa nhận hành vi của mình. Cô dâu nức nở khi chú rể bỏ trốn ngay trong ngày cưới. Chú rể bỏ trốn ngay trong ngày cưới, cô dâu đành nén đau đớn bước lên lễ đài xin lỗi quan khách. Mới đây tại Ratchaburi, Thái Lan đã xảy ra một câu chuyện hy hữu. Một cô dâu 24 tuổi vì chú rể bỏ trốn không chịu xuất hiện đã phải gồng mình đè nén mọi cảm xúc đau thương, đơn độc đứng lên trên khán đài hôn lễ để xin lỗi các quan khách trong đám cưới. Theo thông tin đăng tải, cô dâu Jun Ta Thip Min Mua, 24 tuổi, quen biết với bạn trai là Parkin Junem, 20 tuổi qua mạng xã hội. Sau khi trò chuyện trên mạng, tâm đầu hợp ý, hai người đã quyết định gặp gỡ hẹn hò ở ngoài đời thực. Được một thời gian hẹn hò và yêu đương thì đôi trẻ cảm thấy là muốn gắn bó với nhau nên quyết định tiến thêm một bước nữa, đó chính là kết hôn. Tuy nhiên thì sau khi chụp ảnh cưới xong xuôi, cô gái trẻ Najutip phát hiện ra bạn trai mình có tính trăng hoa. Mặc dù sắp cưới vợ nhưng vẫn giấu giếm hẹn hò với một cô gái khác. Giận dữ phẫn nộ, thế nhưng trước những lời xin lỗi của bạn trai, Najutip vẫn quyết định tha thứ và kết hôn với chàng trai trẻ tuổi này. Theo yêu cầu của nhà gái thì nhà trai sẽ phải đem ra 200.000 baht tiền mặt và 200.000 baht tiền trang sức để làm đồ cưới. Nhưng cách ngày cưới 2 ngày, chú rể tương lai Park Kim Jung-hoon nhắn thông báo rằng nhà trai không thể lo đủ chi tiêu tiền phí cưới hỏi, bác đắc dĩ sẽ phải hủy bỏ đám cưới. Sau khi biết được tình huống này thì nhà gái đành xuống nước tự bỏ tiền ra để bù vào cho nhà trai. Những tưởng tượng mọi chuyện đã êm xuôi. Ai ngờ chú rể lại bỏ đi không một lời giải thích, khiến cho cả hai bên gia đình phải cuống cuồng lên đi tìm. Mãi đến đêm trước của ngày cưới, nhà trai mới tìm thấy chú rể và gọi điện cho nhà gái thông báo hôn lễ có thể cử hành ngay đúng giờ. Chẳng ngờ đúng ngày tổ chức hôn lễ là ngày 22 tháng 7, chú rể Park Kim Jung-hoon tiếp tục mất tích. Tình thế cấp bách, nhà gái đang tìm kiếm một người họ hàng bên nhà trai có ngoại hình tương tự để đóng giả cho chú rể. Cố gắng cử hành xong hôn lễ thì đỡ mất mặt. Thế nhưng người họ hàng ấy lại đòi số tiền thù lao lên đến 1 triệu baht, khiến cho nhà gái không thể nào chấp nhận được. Cuối cùng thì cực chẳng đã, cô dâu đành đè nén sự đau khổ, quyết định bước lên trên khán đài hôn lễ và thú nhận với tất cả trước 170 khách mời. Kết thúc một câu chuyện, cô dâu Jun Ta Phip nghẹn ngào nói: "Cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng tôi. Hôm nay tôi cố gắng hết sức để hoàn thành tốt vai trò của một cô dâu. Thế nhưng không ngờ bản thân mình lại gặp phải một tình huống như thế này." Sự việc được nhiều người ghi lại và đăng tải lên trên mạng xã hội đã khiến cho dân cư chú ý. Đông đảo mọi người đều tỏ ra thông cảm cho cô dâu Jun Ta Phip và chỉ trích chú rể nhỏ tuổi Park Kim Jung-hoon cùng người họ hàng cơ hội của anh ta. Tuy nhiên thì sau đó người họ hàng này đã nhận được lời đề nghị đóng giả chú rể, lại tiết lộ rằng khi nhận được lời đề nghị, anh ta cảm thấy không được hợp lý, vì vậy cố tình đưa ra yêu sách không thể thực hiện được để cho nhà gái phải buông tha. Đồng thời thì người này cũng cho biết, kỳ thực thì chú rể Park Kim Jung-hoon không hề yêu cô dâu sâu đậm như là cô dâu vẫn luôn kể. Hôn lễ được tổ chức là do nhà trai bị nhà gái ép buộc. Chú rể hụt Park Kim Jung-hoon sau đó cũng đã lên tiếng, nói rằng thì kỳ thực anh và cô dâu chỉ mới biết nhau được 2 tháng. Sau khi gặp nhau ngoài đời, hẹn hò và yêu nhau, có phát sinh quan hệ. Sau khi tiếp xúc một thời gian thì Park Kim cảm thấy là mối quan hệ này không phù hợp, vì vậy quyết định chia tay. Tuy nhiên đúng lúc này, Jun Ta Thip lại nói rằng cô có thai,
Mặc dù Park Hin từng phủ nhận cái thai vì cho rằng mình luôn luôn dùng biện pháp bảo vệ khi hai người thân mật với nhau, nhưng nhà gái vẫn ép buộc hai người tổ chức đám cưới. Cuối cùng, vì không thể chịu nổi sự ép buộc, anh đã bỏ trốn và không xuất hiện tại đám cưới. Mặc dù vậy thì Park Hin cũng cho biết, nếu mà cái thai thực sự là của anh sẽ chịu trách nhiệm. Chồng dẫn bồ nhí về nhà, thai phụ ôm bụng bầu vào viện lén ngủ hành lang, chờ sinh với 30.000 đồng trong túi. Không chấp nhận yêu cầu bỏ thai, người vợ bị chồng trừng phạt bằng cách là dẫn bồ nhí về nhà. Quá đau khổ, cô đã một mình ôm bụng bầu ra đi, làm lụng vất vả để chờ đến ngày sinh đẻ. Nhìn đứa nhỏ vừa sinh ngủ ngon lành trên giường bệnh, chị Lê Thị Thắm 33 tuổi, quê Thanh Hóa, nước mắt ngắn dài. Để con có thể ra đời bình an, 5 tháng nay chị đã phải gánh bao nhiêu khổ cực. Bầu 4 tháng, chồng dẫn bồ nhí về nhà. Chị Thắm kể, mình vào Sài Gòn với cha mẹ nuôi từ nhỏ. 10 năm trước khi đang làm công nhân may, chị gặp và yêu một anh bảo vệ tên là T, nhỏ hơn chị 1 tuổi. Hai người dọn về chung ở trường phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 mà không đăng ký giấy kết hôn, mặc cho gia đình chồng ngăn cấm. Con gái đầu lòng ra đời, rồi đến đứa thứ hai, chị đều phải tự mình lo liệu. Cuộc sống dù có khó khăn nhưng ít nhiều cũng có niềm vui. Cho đến một ngày khi đang điều trị sỏi thận tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chị nhận thông báo mình có em bé thứ ba. Tin này khi đến tai người chồng, lập tức bị phản ứng quyết liệt. Anh ấy nói hãy bỏ thai đi, ảnh không muốn giữ lại, nhưng em không chịu. Em nói con đã 13 tuần rồi, bỏ đi thì tội nghiệp nó, khổ cũng phải chịu chứ biết sao. Vậy là ảnh nói, đừng có đem cái bào thai làm vật níu kéo, ảnh sẽ không nhận. Còn cha chồng thì đặt điều, nói em chịu hoang. Người mẹ ba con khóc nức nở. Thai được 4 tháng cũng là lúc giọt nước tràn ly, khi người vừa biết được chồng mình có bồ nhí. Chẳng những không hối hận, anh chồng còn dẫn luôn nhân tình về nhà sống. Không còn chịu đựng được, chị Thắm gạt bỏ hai đứa con lớn ở lại gia đình chồng, đành ôm bụng bầu đi tìm con đường sống. Em đi qua quận 9 xin làm dọn dẹp, đi rửa chén thuê, ở trọ với cùng một chị cùng quê. Lúc nào nhớ hai đứa lớn thì em len lén về bắt nó đi chơi, chứ gia đình chồng không cho, họ cũng không chấp nhận em là con dâu trong nhà nữa. Chị Thắm chạnh lòng. Thai được 36 tuần, chị Thắm thấy đau bụng, tìm đến bệnh viện quận 2, thai phụ xin bác sĩ hãy mổ bắt con để chị đỡ chi phí dưỡng thai. Tuy nhiên thì sau khi thăm khám, bác sĩ xác định thai chưa đủ tuổi, cần phải về dưỡng thêm. Một tuần sau đó thì thai phụ trở lại bệnh viện tiếp tục mong muốn được bắt mổ con sớm. Nén nỗi đau, chị Thắm nói với bác sĩ rằng giờ mình đã không còn đủ sức để lo cho con. Đẻ xong thì xin nhờ bệnh viện tìm giúp một người nào đó thật sự cần con để nuôi dạy con đàng hoàng. Đi đẻ chỉ với 30.000 đồng. Nghe hoàn cảnh của người phụ nữ, bác sĩ Nguyễn Hương Lan, khoa phụ sản bệnh viện quận 2 động viên tinh thần cho thai phụ và hứa sẽ hỗ trợ hết mình. Bác sĩ Lan nói, em không cần nghĩ nhiều về chuyện tiền nong gì hết. Bây giờ quan trọng là về dưỡng thai, có khó khăn gì cứ vào bệnh viện. Em nghe vậy biết con mình đã được cứu, không còn tiền để về nhà trọ, em lén ngủ ngoài hành lang bệnh viện để chờ sinh. Trong lúc trong túi chỉ có 30 mấy ngàn, có một chị đi nuôi người nhà bệnh biết chuyện mới cho em 500 ngàn để em cầm cự. Chị Thắm thật thà kể. Sáng ngày 19 tháng 7, chị Thắm lên cơn đau đè và được nhập viện. Sau gần 2 tuần ngủ hành lang, ekip trực đã mổ bắt con, đưa bé trai nặng 3 ký khỏe mạnh ra đời. Bác sĩ Lê Bích Hường, trưởng khoa phụ sản của bệnh viện cho biết, hiện thì tình trạng sức khỏe của hai mẹ con ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện vào 3 ngày nữa. Tuy nhiên thì bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, cũng không có gia đình đến nhận. Hỏi về gia đình chồng, chị Thắm chỉ khóc và lắc đầu không khai báo địa chỉ. Trước tình hình người mẹ không đủ khả năng nuôi con, đại diện phòng công tác xã hội cho biết sẽ tính đến phương án nhờ đưa đứa bé vào một cơ sở bảo trợ xã hội hoặc là tìm người nhận nuôi con theo nguyện vọng của phụ sản. Tuy nhiên khi tiếp xúc với phóng viên, chị Thắm khóc nức nở, bảo rằng nếu có thế nào cũng không thể xa con mình. Lúc đó em cũng quá nên có suy nghĩ như vậy. Bây giờ sinh con ra rồi, đem nó cho người ta thì sau này tìm con bằng cách nào? Có khổ cực như thế nào em cũng nhất quyết không bỏ con. Người mẹ òa lên khóc.
Tiếng động làm cho đứa bé mắt nhíu lại, ra chiều sắp khóc. Trong khi người mẹ cũng đau nặng nề đếm ngược từng ngày cho đến lúc xuất viện, đào đâu ra tiền để mà đóng tiền viện phí bây giờ. Mấy ngày qua thì gia đình chồng chị có điện thoại hỏi thăm hay đến thăm cháu hay không? Câu hỏi ấy chìm nghỉm vào không gian chật chội của phòng bệnh. Trả lời tôi, có chăng chính là tiếng nước mắt mặn mặn rơi xuống mặt con trai của chị Thắm.